Hey yo, hello, xin chào anh em quay trở lại với kênh channel của Stadin nha. Quay lại mình đây. Ok, thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà cho anh em có thể là nâng tập thở từ V1 lên V3 trong lúc phút nha anh em. Và hiện tại là mình đang ở V3 và anh em có thể thấy là chúng ta có hai cái tay của thỏ và một cái đuôi của con thỏ nha. Đó, thì do là mình chơi có con C3 nên là anh em thấy là mình có bốn tay luôn đây mà. Nó nhìn nó kỳ kỳ sao ấy. Ok, thì cái đuôi thì nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nè, nhưng mà mình không thấy được rõ nên mà đây mình cũng có cái đuôi luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm clip này để mà hướng dẫn anh em nha. Và khi mà anh em xem video mình, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh cho anh em. Kèm theo đó là bật nút chuông lên mỗi khi mình ra video mới nữa thì anh em sẽ nhận được thông báo và anh em sẽ vào xem nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, thì đầu tiên anh em hãy xuất phát cho mình ngay tại cái khu vực đó, chính là cái khu vực bán cà phê nha, và anh em đi thẳng về cái hướng cây cầu của vườn thực vật cho mình. Và anh em lưới cho mình á là cái thức tỉnh này, thì ở tập V2 á thì anh em sẽ cần lên là level 850, và ở tập V3 thì anh em hãy lên cho mình đó chính là level 1000 nha anh em. Và để mà thức tỉnh cả hai tập cùng lúc luôn thì mình nghĩ là anh em vẫn nên lên level 1000 đi, thì nó sẽ tiết kiệm cho anh em thời gian hơn, anh em không cần phải cài thêm một lần nữa, nó tốn thời gian lắm đó. Thì anh em cứ cài lên level 1000 đó thì anh em thức tỉnh một lượt luôn. Ok, thì sau khi mà anh em qua tới cầu rồi, anh em đi hết cái cầu rồi, anh em chỉ cần đi thẳng luôn nha anh em. Và anh em sẽ gặp một cái ông NPC đi theo hướng này của mình, và chúng ta sẽ có là ông NPC này, ông sẽ nằm ở dưới một cái gốc cây nha. Nó ông sẽ nằm ở dưới cái bụi này này anh em, nằm ở bên bên phải của cái bụi nha. Nó anh em quẹo vô giống như mình là được. Và ông này ông sẽ kêu anh em là đi kiếm ba loại hoa khác nhau cho ổng, chính là hoa vàng, hoa đỏ và cũng như là hoa xanh. Thì ba loại hoa này thì ông sẽ phân bố trên gọi là vườn thực vật nè, rồi bên cái vương quốc hoa hồng, và cũng như là cái đảo xa xôi, cũng như là cái đảo gâu đen nha. Thì anh em sẽ có là khoảng đó là 5 khu vực, còn một đảo nữa đó chính là đảo zombie anh em. Thì ở khu vực của vườn thực vật á thì chúng ta sẽ kiếm ở chân cái gần khu vực mà của mấy con boss anh em, con boss của cái đảo này nè. Thì chúng ta sẽ có một cái bông hoa, thì vị trí của những bông hoa này spawn thì mình sẽ làm một clip riêng để mà mình đi tìm cho anh em xem, và cũng như là hướng dẫn cho anh em cách để mà kiếm cái hoa đó một cách là nhanh chóng nha. Thì đây mình đang kiếm ở bên cái khu vực là vườn hoa hồng nha anh em. Thì mình sẽ vườn thực vật chứ, vì mình nghe bạn bè mình bảo là bên phía bên vương quốc hoa hồng á thì chúng ta có spawn bông hoa rồi, nên mình sẽ đi thẳng vào bển luôn nha. Và cái này thì phải nhờ anh em của anh em giúp thì nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà anh em nào có bạn bè thì anh em cứ nhờ họ giúp đi thì sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều hơn á. Còn không thôi thì anh em phải cùng lúc là đi đâu đó là khoảng gần 20 phút thì anh em mới có thể là tìm được bông hoa. Nếu mà anh em xui anh em đi hết luôn những cái đảo á thì anh em sẽ tốn thời gian rất là nhiều nha. Còn nếu mà anh em nào còn dùng trái bottle á thì mình xin chúc mừng anh em là người đi cực kỳ nhanh luôn. Ok, thì bông hoa mà bạn bè mình tìm thấy đó chính là ở trên cái đồi của này nha anh em. Đó, ở trên cái đồi cao nè, thì ở chơi gần khu vực nhà máy á, thì chúng ta sẽ có một bông hoa màu đỏ. Đấy, anh liền bắn làm dấu cho tôi luôn rồi. Đó chính là bông hoa màu đỏ này nha anh em. Đó, thì bông hoa màu đỏ này nó sẽ spawn ở khu vực này, và những khu vực mà mình nói cho anh em lúc nãy thì nó cũng sẽ có nha, nhưng mà nó sẽ spawn ngẫu nhiên thôi. Ok, và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đi kiếm bông hoa màu vàng. Thì bông hoa màu vàng nó chè sẽ spawn khi mà anh em đánh cái lũ hải tặc này nè anh em. Thì đây chính là cái đánh cái lũ hải tặc, khi mà anh em đạt level 800 á, tầm level 800 thì chúng ta sẽ đánh được con hải tặc này. Thì đó chính là cái nhiệm vụ thứ hai khi mà anh em lên C2 thì phải. Đó, đây là cái đám hải tặc là lính của cái con boss là Jeremy thì phải anh em mà. Ok, thì khi mà anh em đánh mấy con boss này á thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra cái bông hoa vàng nha. Thì anh em chỉ cần đánh nhiều nhiều vô là sẽ có. Khi mà nó có thì nó sẽ hiện ở dưới góc kế cái góc của bông hoa kia cho mình nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đánh mấy con hải tặc này. Thì những con này anh em trước sau gì anh em cũng sẽ đánh thôi. Thì đánh con này thì anh em sẽ được đó chính là một cái nhiệm vụ để mà anh em có thể là qua C3 á. Thì anh em cứ đánh là ok. Đấy, ok, thì mình nãy giờ mình đánh nhưng mà vẫn chưa thấy nó ra đây mà. Thì nếu mà anh em chưa thấy nó ra thì anh em cứ việc mà anh em đánh đi, tại vì mấy con này cũng dễ. Nếu mà anh em nào level mắt giống như mình rồi thì nó dễ nè. Ok, chúng ta sẽ ra được cái bông hoa này nha anh em. Đó, bông hoa 3 thì phải. Hoa 3 chính là hoa màu vàng, còn hoa 1 là hoa màu xanh. Ok, đó chính là bông hoa này nha. Thì khi mà anh em có bông hoa này rồi thì cuối cùng thì anh em chỉ cần đi tìm bông hoa màu xanh thôi. Thì bông hoa màu xanh thì anh em sẽ đi qua cho mình đó chính là đảo zombie nha anh em. Đảo zombie thì chúng ta sẽ có tỷ lệ ra bông hoa màu xanh nó cao nhất. Còn nếu mà anh em qua đảo zombie á mà nó vẫn không có bên đảo zombie thì anh em hãy đi ngược về cho mình cái đảo xa xôi nha. Đảo xa xôi là cái đảo mà bán cái cây ná anh em, bán cây ná, và lại cái đảo cái ông mà bán kiếm ông sẽ xuất hiện mà ông bán kiếm cho anh em á.
thì chúng ta sẽ có là hai cái đảo đó. Mình thấy là thường thường là spawn ra cái bông hoa xanh rất là nhiều. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đảo zombie nha. Thì mình sẽ đi trực tiếp ở bển luôn, tại vì mình biết là nhiều bạn vẫn chưa biết đường đi á. Thì anh em chỉ cần lên cái đồi cao nhất của khu vực này nè. Nơi chỗ này là để cho anh em đánh con đánh con boss Yagami đúng không ta? Hình như không phải nè, mà hình như không phải chỗ này thì phải. Ok, thì anh em chỉ cần lên cái đồi này nha. Cái đồi mà chỗ đấu trường anh em đi thẳng qua thì chúng ta sẽ thấy một cái đảo có một con thuyền nó đậu kế bên, thì đó chính là đảo zombie. Anh em chỉ cần qua bên cái đảo này để mà anh em tiến hành anh em nhặt cái bông hoa màu xanh nha. Thì đặc biệt cho anh em một điều á, đó chính là bông hoa màu xanh này chỉ spawn khi mà màn đêm buông xuống thôi nha anh em. Nếu mà anh em tìm ban ngày á nó sẽ không có đâu. Nên là hai bông hoa kia anh em có thể kiếm được lúc mà ban ngày, nhưng mà bông hoa này tuyệt đối là anh em phải kiếm ban đêm thì mới có nha anh em. Thì cái đảo này có tên là đảo nghĩa địa. Anh em kiểm tra mình những cái ngôi mộ nè. Đó thì chúng ta sẽ có là một cái bông hoa ai cắm đây của tôi không mấy biết luôn. Thôi kệ, thì bây giờ mình sẽ lấy nha anh em. Đó chính là hoa một nha. Thì hoa một là hoa xanh, còn hoa hai là hoa vàng, còn hoa ba là hoa đỏ nha anh em. Ok, thì bây giờ thì mình chỉ việc là đi về cái khu vực mà lúc nãy mình nhận nhiệm vụ từ ông NPC kia, mình trả nhiệm vụ cho ổng để cho ổng điều chế thuốc cho mình lên là tiến hóa lên tộc B2 nha. Đó, thì thế là chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần về cái vườn thực vật thôi. Đó. Nếu mà anh em nào đi từ đảo zombie anh em đi về á thì anh em sẽ đi thẳng lại gặp cái ông NPC luôn. Còn nếu mà anh em từ cái cầu của vườn thực vật anh em đi vô thì anh em phải vẹo bên phải thì anh em mới gặp ổng nha. Đó, thì dành cho những bạn nào mà mới đi tìm ông này lần đầu tiên. Tại vì lúc đầu mình chơi con game này á thì mình cũng hay bị lạc đường. Đấy, nó chỉ xóa thế này mà. Đó, nên là bây giờ những bạn nào mà xem clip này của mình thì mình sẽ giải thích và cũng như là hướng dẫn những này một cách nó chi tiết, giống như là những cái mà mình muốn được nghe nhất. Đó, giống như là khi mà anh em lần đầu tiên mà anh em đi thức tỉnh cái tập V3 vậy đó. Ok, thì bây giờ thì anh em chỉ cần đi lại cái bụi này để mà anh em kiếm ổng thôi. Nó chính là bụi này nè. Đây, chính là bụi này nha. Thì anh em bấm nhỏ ổng chính là Anchemist anh em mà. Và anh em phải trả cho ổng chính là 500.000 Belly nha. Và tiếp theo nữa thì ổng sẽ cho anh em một cái chính là chủng tộc bạn đó tiến hóa đó, và chúng ta đã chính thức lên gọi là V2 của tập thỏ rồi nha anh em. Đó thì nếu mà anh em muốn mình thức tỉnh cho anh em gọi là cái tập nào thì anh em hãy comment dưới phần bình luận nha. Ok, và cái tiếp theo khi mà anh em đã lên V2 rồi thì trong túi anh em nhất định là anh em phải có chuẩn bị cho mình đó chính là 2 triệu Belly nha, để mà anh em trả công cho cái ông mà thức tỉnh V3 cho anh em á. Thì để mà thức tỉnh được V3 thì chúng ta hãy đi từ cái cây cầu vườn thực vật đi về nha anh em. Đó, và anh em lên cái đồi nè, cái đồi mà có cái ngọn cây anh em. Ok, thì anh em đã lên cái đồi này cho mình. Cái đồi này nó khác với cái đồi bên kia nha. Cái đồi bên kia là cái đồi trống lỏng à, còn đồi này có cây nha anh em. Ok, thì bên vườn thực vật này chúng ta có ba cái đồi lận, nên là anh em để cho mình cái đồi này nha. Ok, mình sẽ đánh chết cái con boss này đi anh em. Mặc dù là cái này nó không nằm trong nhiệm vụ mà chúng ta cần làm, nhưng mà mình thấy con boss thì mình chịu không nổi nữa mà, phải đánh cho nó chết mới được. Đó, thì khi mà anh em lại cái khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ mà chúng ta chui xuống nha anh em. Và anh em để cho mình cái gò đất ở chỗ này nè. Đó, anh em quan trọng chỗ này nha, thì chúng ta có một cái gò đất ở dưới cái chỗ này nè. Anh em chui xuống đây thì trong cái bậc này chúng ta có một cái đường vô nha, nhưng mà nó không để cái cửa đâu anh em. Anh em chỉ cần đi thẳng vô là được. Và anh em sẽ nói chuyện với cái ông NPC màu vàng này. Đó, thì anh em nói chuyện với ổng nha. Và chúng ta sẽ tua đi đến mấy cái đoạn kia cho mình. Và anh em chỉ cần dừng lại cái đoạn cuối thôi. Mấy cái này thì ổng chỉ cần nói cho anh em nghe là được rồi. Anh em chỉ cần lướt qua và anh em chỉ cần bấm tiếp là được nha anh em. Đấy, ok, tổng quan ô tô quan tâm nè. Hãy nói chuyện với tôi khi bạn đã thu thập được 30 gương kho báu. Thì 30 gương kho báu tức là gì? Thì chúng ta phải đi tìm những cái gương mà để cho anh em nhặt Belly anh em. Đó, anh em đi hay nhặt gương để mà tích Belly để mà anh em mua đồ á. Thì đó chính là những cái gương đó đó. Anh em chỉ cần đi nhặt đủ 30 cái gương đó cho ổng và anh em quay lại anh em trả cho ổng là 2 triệu Belly thì chúng ta sẽ thức tỉnh cái tộc của chúng ta lên V3 nha. Đó, nó rất là đơn giản luôn. Thì nó sẽ tôi nói là dễ. Nó dễ hơn cái tộc người cá của mình hồi trước nè. Tộc người cá của mình hồi trước là mình phải tiêu diệt con si á, thì để mà đi treo si anh em cũng biết là nó cũng tương đối là khó khăn đúng không? Đó, nên mà cái tộc này thì mình thấy là nó dễ được một xíu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ vương quốc hoa hồng này để mà mình nhặt gương nha. Thì nói chung là trong cái vương quốc hoa hồng này gương nhiều quá chưởng luôn em mà. Anh em nào mà nhặt thì mình nghĩ là ngày anh em nhặt cũng có thể là được đâu đó là vài ngàn cái thì cũng không chừng anh em. Đó, vài ngàn cái là ít luôn á anh em mà. Nếu mà anh em kiên trì á nha. Anh em kiên trì anh em nhặt xong rồi cái anh em reset server lại anh em vô nhặt nữa. Gương nhiều lắm anh em ơi. Ok, thì đây chính là một cái gương. Đó, cái gương này là cái gương đầu tiên mà mình nghĩ là anh em sẽ gặp khi mà anh em lên C2. Đó, thì anh em có giống như mình hay không anh em hãy nhớ lại nha. Nếu mà anh em thấy giống thì anh em hãy cho mình cái comment nha anh em. Ok, thì trong vương quốc này anh em chỉ cần lại những cái kẻ của các ngôi nhà. Anh em nhìn vô cái kẻ thì anh em sẽ thấy gương nó sẽ spawn nha anh em. Đây, ví dụ như cái này nè, nó nằm giữa hai ngôi nhà nha anh em.
Và đặc biệt á là chúng ta sẽ có một cái chỗ ở dưới cái cầu hang màu hồng này anh em. Đó, ở dưới cái cầu hang màu hồng này thì cái chỗ này sẽ nằm ở mép bên phải, bên trái hay bên phải gì đó của cái tường màu xanh nha anh em. Cái tường nhà màu xanh thì anh em chỉ cần phá cái chỗ này anh em vô thì chúng ta sẽ có là ba gương, thì anh em chỉ cần nhặt ba gương đó sau đó thì anh em sẽ reset server lại qua server khác cũng được, nói chung là tùy mọi người thôi. Ok, thì để mà tránh mất thời gian thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn mình đi nhặt gương nha anh em. Nó thì mình chỉ nhặt gương đúng rồi là trong cái quân quốc hoàng hồng này thôi anh em, mà mình không đi qua những cái khu vực xa xôi khác nha. Thì cho những anh em nào mà thắc mắc là nhặt gương có lâu hay không thì nó là như thế này nha anh em. Ok, thì mình đã nhặt được đủ là 30 gương rồi đó, ra là nhiều hơn luôn anh em, tại vì mình sợ là thiếu á. Anh em nào muốn đếm kỹ thì anh em chỉ cần nhặt đủ là được rồi nha. Và anh em quay lại cho mình cái chỗ lúc nãy mà chúng ta tiến vào, thì anh em nhớ cái chỗ mình vô không, đây chính là cái chỗ này nha. Anh em xuống cái bực này là tới nha anh em. Ok, thì trong đây chúng ta sẽ có một cái không gian mình mới biết là đây tồn tại luôn á. Ok, và anh em chỉ cần nói chuyện với ổng và anh em sẽ phải là trả cho ổng 2 triệu berry anh em mà. Đó, anh em dục mặt ổng 2 triệu berry và chúng ta đã đánh là đã mở khóa được danh hiệu mới Win Magic Speed gì đó. Thì đây chính là cái kỹ năng của tập thỏ nha anh em. Thì khi mà anh em kích hoạt á là cái tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ chạy như sim bét luôn anh em à. Đấy, thì mình sẽ chạy bình thường cho anh em xem nha. Đó, thì anh em có thể thấy là mình đang chạy với một tốc độ nó tương đối là nhanh. Thì mình còn, nếu mà mình còn gắn thêm cái mũ phi công ở bên C3 vô nữa thì chắc là mình không thể nào điều khiển được cái tốc độ mình luôn á. Thì để mà chạy nhanh thích nhất có thể á thì anh em hãy bật cho mình cái tọc lên. Đó, thì anh em có thể thấy là cái tay mình đã có thêm được một cái có hai cái tay mình là có tay thỏ, và cũng như là ở phần đuôi á mình có một cái đuôi thỏ anh em. Cái đuôi thỏ nó khác với đuôi C3 nha. Cái đuôi thỏ là cái đuôi mà bong bong á, còn cái đuôi C3 là cái đuôi mà mình gắn vô nha anh em, chứ không phải là cái đuôi mà vàng vàng gì đâu nha. Đó, nên là anh em lưu ý cho mình nha anh em. Ok, thì chúng ta đã thức tỉnh thành công cái tập thỏ V3 rồi. Và cho mình nhiệm vụ của mấy cái này tôi nói là dễ thôi, tuy nhiên thì nếu mà anh em không có người hướng dẫn thì anh em rất là khó nha. Ok, và nếu mà anh em thích video mình thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh, và kèm theo đó là anh em hãy ấn cái nút chuông bên cạnh nút đăng ký kênh đó, để mà mỗi khi mình ra video mới anh em sẽ nhận được thông báo và anh em sẽ vào xem. Và cái nội dung đó anh em có biết hay chưa, nếu mà anh em chưa biết thì anh em vào anh em xem để mà anh em làm nha. Còn bây giờ thì chắc là mình xin off clip này lại thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại mọi người vào những video lần sau nha. Bye bye.